Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Việt Nam là một trong những đất nước có đường bờ biển rất là dài và thuận lợi cho cái ngành phát triển cảng biển rất là mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một trong những nước có tỷ lệ xuất nhập khẩu trên GDP cao nhất thế giới với khoảng hơn 230% trong năm 2019. Chính vì thế, ngành cảng biển là một trong những ngành rất được quan tâm bởi các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Do đó, hôm nay AZFIN Việt Nam sẽ trình bày đến quý vị và các bạn định giá cổ phiếu Cảng Đà Nẵng, công ty cổ phần cảng lớn nhất miền Trung. Nội dung trình bày của tôi hôm nay gồm có các phần như sau. Trước tiên, đó là đánh giá về sức khỏe tài chính của công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng này. Thì về sức khỏe tài chính, thì trước tiên nợ vay trên vốn chủ sở hữu thấp, khoảng 14,96% trong 6 tháng 2020, không có một vấn đề gì về rủi ro tài chính cả. Thì đây là một mức rất thấp. Cảng Đà Nẵng chiếm dụng vốn tốt với hơi trên 100%, cho thấy cái hoạt động công ty rất có ưu thế đối với các cái nhà cung cấp cũng như là các cái bạn hàng của Cảng Đà Nẵng. Thực tế đây gần như là một trong những cái cảng có thể nói là có vị trí chiến lược và độc quyền ở miền Trung. Về cổ tức thì Cảng Đà Nẵng đang trả ngày càng cao với tỷ suất cổ tức cao hơn so với lợi suất ngân hàng hiện nay, tương ứng với khoảng hơn 7%. Tiếp theo là về kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của Cảng Đà Nẵng thì ngày càng cải thiện và vẫn có thể tăng trưởng tiếp tục. Đầu tiên là về doanh thu của Cảng Đà Nẵng, chúng ta có thể nhìn thấy tăng trưởng qua các năm trung bình khoảng 15% một năm. Thì 6 tháng năm 2020 thì vẫn tăng trưởng khá là tốt, khoảng gần 20%. Đó, doanh thu từ năm 2020 đến 2022, chúng tôi cho rằng Cảng Đà Nẵng vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng tổng khoảng độ 30% nữa. Do một, Cảng Đà Nẵng mới chỉ hoạt động 87% công suất của cái tiên xa 1 cộng tiên xa 2, tương ứng với cái công suất khai thác là 10,46 triệu tấn trên 12 triệu tấn về cái công suất thiết kế. Thứ hai trong cái vấn đề này, đó là Cảng Đà Nẵng có thể khai thác thêm 15% vượt công suất. Đây là có thể nhé. Tuy nhiên chúng tôi không kỳ vọng nhiều vào việc này, bởi vì cái vấn đề liên quan đến các cái kho bãi của Cảng Đà Nẵng cũng đã khá là ùn tắc rồi. Tiếp theo là biên lợi nhuận gộp của Cảng Đà Nẵng, chúng ta có thể thấy rằng ngày càng cao hơn. Do nguyên nhân đó là công ty ngày càng khai thác cái cảng đó với cái công suất cao hơn. Chính vì thế cái chi phí cố định trên mỗi đầu sản phẩm nó sẽ giảm xuống, làm cho biên lợi nhuận gộp cao hơn. Tương tự với đó, đó là biên lợi nhuận dòng của công ty cũng cao lên tương ứng. Đặc biệt 6 tháng 2020 đạt tới 25,68%, thì đây phải nói là một mức rất cao. Và lợi nhuận sau thuế của công ty thì những năm qua tăng trưởng rất là tốt. Và chúng tôi kỳ vọng rằng trong tương lai khoảng 3 năm nữa, vẫn có 2-3 năm nữa vẫn có thể tăng trưởng khoảng độ 15-20% nếu mà cái dịch bệnh Covid này sớm có thể là khoanh vùng và dập được ở Đà Nẵng. Còn về cái hiệu quả sinh lời, ROE ở công ty rất tốt, trong quá khứ thì nó dao động khoảng độ 15-16-17%. Tuy vậy này, chúng tôi cho rằng là 2021 có thể đạt khoảng gần 20% do cái công suất khai thác cảng ngày càng tốt hơn. Do đó cái chi phí cố định trên mỗi đầu sản phẩm, trên mỗi đầu tấn, mỗi container sẽ giảm đi. Đó, do đó là cái hiệu quả nó sẽ ngày càng cao hơn đấy. Tiếp theo là về dòng tiền. Thì dòng tiền của Cảng Đà Nẵng thì rất là phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty và rất tốt. Trước tiên là dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng thì cao hơn so với lợi nhuận sau thuế. Rất là tốt, nguyên nhân đến từ một, lợi nhuận sau thuế của công ty khá cao và tăng trưởng. 2. Khấu hao tài sản cố định của công ty cũng góp phần làm cho cái dòng tiền thực tế nó tốt hơn so với lợi nhuận. Bởi vì chúng ta biết được rằng khấu hao tài sản cố định sẽ không phải chi tiền, chi phí nhưng không mất tiền. Và nó sẽ đã trả tiền từ lúc xây cảng rồi. Tiếp theo là dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm khá lớn năm 2017 đến năm 2019. Nguyên nhân do mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 để tăng cái công suất, do giai đoạn 1 về cơ bản đã phun từ khá lâu rồi. Và hiện tại thì Cảng Đà Nẵng không còn dự án nào mở rộng nữa. Do đó dòng tiền đầu tư sẽ rất là ít năm 2020 đến 2021. Thì đến 2022
Nếu mà cái cảng Liên Chiểu có thể bắt đầu sớm thì cảng Đà Nẵng dự kiến sẽ đầu tư cũng rất mạnh. Bởi vì cảng Đà Nẵng nếu tham gia và đầu tư ở đấy thì sẽ tham gia với quy mô tổng đầu tư khoảng độ 3.000 tỷ, tức là mức đầu tư rất lớn đó. Đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính của cảng Đà Nẵng có một phần lớn là trả cổ tức đều đặn cho cổ đông và tăng trưởng rất là tốt. Do đó chúng tôi đánh giá rằng cái dòng tiền của cảng Đà Nẵng là rất là tuyệt vời. Đó. Và tiếp theo, đó là tổng quan qua một chút về công ty. Đây là cái vị trí của cảng Tiên Sa, khu cảng Tiên Sa của cảng Đà Nẵng ạ. Đây là tôi chụp ảnh vệ tinh ạ. Đó, đây là các cái cầu cảng. Và đây chúng ta có thể thấy rằng cái bãi container về cơ bản gần như full hết rồi. Có cái đoạn này trống đấy. Đó, và một số chỗ khác thì có thể thêm hàng, thêm container nữa. Đó. Tuy vậy thì cảng này về cơ bản cũng sẽ không thêm được quá nhiều. Thì giá cổ phiếu hiện tại của cảng Đà Nẵng khoảng 19.000 đồng. Trung bình giao dịch thì khá là thấp, 3.575 đồng. Thì vốn hóa thị trường, tức là giá của cả công ty này khoảng gần 1.900 tỷ. Đó, số lượng cổ phiếu là 99 triệu cổ phiếu. Thì có các cổ đông lớn gồm các cổ đông sau. Đầu tiên là Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam. Tiếp theo là cái công ty One High Line của Singapore. Và cổ đông khác có 4.74%. Điều này cũng giải thích rằng vì sao mà cảng Đà Nẵng có cái thanh khoản tương đối thấp như vậy. Tiếp theo về lợi thế cạnh tranh của cảng Đà Nẵng. Như ảnh vệ tinh ở đây tôi có chụp, đây chính là cảng Tiên Sa, cái cụm cảng hoạt động chính của cảng Đà Nẵng về hàng hóa, về container, cả hàng rời lẫn container vân vân. Và đây chính là cái khu cảng về các thuyền du lịch cũng phụ thuộc cảng Đà Nẵng. Và đây là sân bay Đà Nẵng. Sân bay Đà Nẵng. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng cái cảng Đà Nẵng là một cảng lớn nhất và trọng điểm ở miền Trung. Cùng với cảng Quy Nhơn thì đây là hai cảng biển lớn nhất. Và vị trí của cảng thì rất thuận lợi. Cách trung tâm Đà Nẵng chỉ 15 km. Và cách sân bay Đà Nẵng cũng 15 km. Và nó là cửa ngõ cho vùng Đông Bắc Thái Lan và Nam Lào. Tức là về cơ bản là hàng hóa của Thái Lan và Lào ở những cái vùng này cũng sẽ qua cái cảng Đà Nẵng một phần. Tiếp theo là nó bao gồm cả cảng sông du lịch kia như tôi vừa trình bày. Và cảng Tiên Sa thì xử lý hàng hóa. Và kết quả kinh doanh thì tới hơn 90% đến từ cảng Tiên Sa. Và cảng du lịch thực sự đóng góp không quá nhiều. Và đặc biệt đây là một công ty có cổ đông lớn, là những cái công ty rất mạnh trong lĩnh vực hàng hải và có thể tạo hàng hóa cho cảng Đà Nẵng được. Đó là Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam và cái công ty hàng hải lớn của Singapore. Đó, vì thế nó sẽ hỗ trợ hàng hóa và quản trị khá tốt cho cái công ty này. Với triển vọng trong tương lai của cảng Đà Nẵng thì chúng ta đã vừa biết cảng Đà Nẵng về cơ bản là full công suất, gần full công suất rồi, 2020 này sẽ full thôi. Đó, mà cái cảng Tiên Sa này thì không thể tiếp tục xẻ đất của rừng của núi ra để làm cảng được. Điều này sẽ gặp phải rất là nhiều những cái phản ứng gay gắt và trong quy hoạch này không thể. Chính vì thế, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có cái quy hoạch để có thể xây dựng cái cảng Liên Chiểu ở cái vị trí này ạ. Đó, tất nhiên là xa hơn so với cảng Đà Nẵng rồi. Đó, xây cảng Liên Chiểu ở đây. Do ít cạnh tranh với các cảng khác nên cầu ở đây sẽ tăng rất là mạnh. Tăng rất là mạnh sau khi Covid có thể đi qua. Thì từ 2022 thì ở cảng Đà Nẵng này về cơ bản là thiếu cung. Bởi vì đến 2021 cùng nó lắm thì cảng Đà Nẵng có thể vượt công suất một phần thôi. Thì 2022 thì nó sẽ không còn có khả năng để tiếp nhận thêm hàng hóa nữa. Thì theo kế hoạch thì như tôi vừa trình bày thì 2022 thì có thể cảng Đà Nẵng triển khai một phần cảng Liên Chiểu với quy mô vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ. Thì chi phí cảng này thì chúng tôi cho rằng nó sẽ cao hơn khoảng độ 50 thậm chí đến 100%. So với cái cảng Tiên Sa ngày xưa công ty làm. Bởi vì ở cảng này thì Đà Nẵng định hướng cho cái việc phát triển lên đến 30 thậm chí 50 năm sau. Do đó sẽ lạo vét rất sâu ở cái khu vực Liên Chiểu này. Điều đó làm đội cái chi phí rất lớn. Lạo vét sâu rồi xây dựng nó cũng lớn hơn rất nhiều. Đó. Thì đây có thể là một cái tương lai tăng trưởng cho cảng Tiên Sa. Tuy vậy thì chúng tôi cho rằng rất khó để Đà Nẵng có thể triển khai xây dựng vào 2022. Do hiện nay thì đang bị dịch Covid. Bên cạnh đó thì các cái kế hoạch xây dựng các công trình do nhà nước chủ trì thường bị giãn kế hoạch này.
Bởi vì hiện nay vẫn còn rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc hiệu quả từ cái cảng Liên Chiểu này có đáng không? Có đáng không để đầu tư? Thì một số cái rủi ro đối với cảng Đà Nẵng thì cái cảng Liên Chiểu vừa là tương lai nhưng đồng thời cũng là rủi ro đối với cảng này. Bởi lẽ đó, như tôi vừa trình bày, Liên Chiểu có địa hình rất phức tạp, phải lạo vét lớn. Do đó một chi phí đầu tư cảng Liên Chiểu sẽ rất cao và có thể cao hơn nhiều so với đầu tư cảng Tiên Sa, thì chúng tôi ước có thể gấp 1,5 lần, thậm chí 2 lần. Thứ hai là tính khả thi về khả năng hoàn vốn thực sự vẫn đang bỏ ngỏ. Chưa dám chắc được rằng là xây dựng cái cảng này làm có thể hòa vốn. Đó. Thứ ba là nếu từ 2022, 2023 đầu tư thì có thể làm nợ vay của cảng Đà Nẵng cao và tỷ lệ chi trả cổ tức có thể suy giảm, không được cao nữa. Nếu cảng Đà Nẵng chưa đầu tư cảng Liên Chiểu thì sẽ hết công suất cái năm 2022 này thì cũng không có tăng trưởng được doanh thu lợi nhuận nữa. Còn đợi cái việc mà hết khấu hao thì sẽ còn rất lâu. Bởi vì chúng tôi nhận thấy rằng là cảng Đà Nẵng khấu hao không lớn so với các cái cảng khác ở miền Bắc như là cảng VIP Green chẳng hạn. Đó, và đặc biệt Covid-19 này có thể làm giảm các cái hoạt động làm hàng của cảng, trong đó đặc biệt là bến tàu phục vụ du lịch. Bên cạnh đó các cái hàng hóa vật chất cũng vậy, thì cũng phải qua các cái quá trình khử trùng rồi là xử lý rất là nghiêm ngặt. Do đó cái chi phí có thể đội lên và cái kết quả kinh doanh của cảng Đà Nẵng có thể không đạt như ý. Đó, dựa vào những cái đánh giá trên và cũng như là dự báo cái kết quả kinh doanh trong cái năm 2020-2021 có thể tăng trưởng khoảng độ 10-15% một năm và cổ tức của cảng Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng cùng với lợi nhuận, thì chúng tôi áp dụng cái phương pháp định giá chiết khấu cổ tức đối với cổ phiếu này, thì định giá cổ phiếu cảng Đà Nẵng hợp lý ở mức 23-27.000 đồng một cổ phiếu, tùy thuộc vào cái Covid-19 này trong cái sóng thứ hai này có thể dập dịch sớm hay muộn đối với cảng Đà Nẵng. Thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn về phân tích định giá cổ phiếu cảng Đà Nẵng. Do trong cái thời lượng ngắn không cho phép chúng tôi trình bày toàn bộ, bởi vậy cho nên chúng tôi sẽ trình bày những cái gì tổng quát nhất và trực tiếp nhất ảnh hưởng đến cái cảng Đà Nẵng này. Thì quý vị và các bạn có những cái đánh giá, bình luận hay có chia sẻ, thậm chí là có những nhu cầu về phân tích cổ phiếu nào thì có thể comment bên phía dưới clip này để chúng tôi hỗ trợ và giải đáp quý vị và các bạn một cách tốt nhất. Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn đầu tư hiệu quả, thành công và tận dụng được cái chu kỳ 10 năm hiếm có tới. Xin chào quý vị và các bạn.